Ủa là trời, một muốn thành một cái biển lửa luôn các bạn. Mình đứng ở đằng đẵng mà nó nóng là cách biết cái xa mà nó nóng luôn các bạn. Quá rồi, nó cháy lên gần luôn rồi. Quá rồi, ngồi rồi cái ngọn lửa rồi nó lên luôn kìa. Khủng khiếp không? Tới rồi, tới nơi rồi, tới luôn rồi. Tới công chuyện rồi. Bây giờ hiện tại giờ nó cháy gom cù luôn rồi đó, ở trái ngoài nó cháy vô, còn ở trên kia cháy xuống. Trời ơi, coi chị gái này nè, tích cực các bạn, quá trời chạy à. Bớt ra lặng, kéo ra, kéo ống qua bên kia. Tới rồi, kéo kéo kéo. Còn mấy anh ở ngoài này thì chữa chân chỗ này để tưới nước đó các bạn, tưới nước để cho nó đừng có cháy lan ra ngoài này nha, để bảo vệ những mấy cái máy cu be và mấy cái máy kéo cây đó nằm ở sau lưng mình nè. Rồi bây giờ là ra tới ngoài này các bạn, bây giờ là cháy ra tới đây rồi, còn chiếc cu be nè, các bạn thấy chiếc cu be nè, khói mịt mù cho đất hết trơn rồi. Bây giờ là chị gái và cái anh này đang chuẩn bị là bơm nước lên, đang tưới vòng vòng nha. Rồi tới chiếc cu be luôn rồi, nếu mà cháy ra này là tới công chuyện luôn. Đây còn chiếc cu be đó các bạn, khói mịt mù lên hết trơn rồi, cháy ra gần tới rồi các bạn, nó này là nó cháy vô rừng xanh rồi nha. Xịt lên với cô bé trước đi. Xịt chặn trước hả? Còn chiếc cô bé đậu đây các bạn. Mà chiếc cô bé này hình như là chạy không được hả chú? Chiếc cô bé chạy không được hả? Mới sửa mà chạy được không? Được hả? Cái nó hư cái lò xo heo dầu. Vậy hả? Ừ. Nát thiệt chứ. Rồi giờ chạy được không? Không được. Chạy không được hả? Nó hư cái lò xo rồi, chết lò xo chưa có thay. Chết nữa rồi, chiếc cô bé hư lò xo luôn rồi, hư cái gì các bạn, chạy không được. Giờ khói mịt mù tới luôn rồi, tới công chuyện luôn rồi. Bây giờ là hết thấy chiếc cô bé luôn rồi nha. Trời ơi, bây giờ ngọn lửa nó lên rồi các bạn, nó lên rồi tới trên ấy luôn rồi kìa. Đây, chị gái ginh cái bình ra, trời ginh cái bình ra nè. Chị Mạnh thấy ớn không nội ơi, ginh cái bình ra các bạn. Chị này thì dập con trâu còn chết nữa, chị ghim cái bình này. Hay nhìn cái tướng gì ghê nè. Đây đang chữa ở trong nha các bạn. Chị sợ cháy chiếc cô bé, chị chạy riết ra ngoài này. Chậm trễ một chút xíu nè, chậm trễ có khoảng chừng 20 phút nữa là nó cháy ra tới chiếc cô bé nha. Bây giờ hiện tại giờ là nó cháy sát bên luôn rồi. Không mà có nước lên nó cũng đỡ rồi các bạn. Bỏ vậy hên. À, có cái này mà gửi cái này mà may cái kia ha, chứ không thôi chiếc cu be này nằm sát ở đây thì lửa nó táp vô thì nó có chất dầu và chất nhớt trong này kia thì nó cháy mà ở đó mà cho mà chữa. Cái ngọn lửa này thì nó rất là ít nha, còn cái ngọn lửa ở trên đây lửa nó cháy táp lên tới trên luôn các bạn, tới trên gọn ngọn luôn kìa. Còn cái ngọn lửa ở trong á, hồi nãy nằm ở trong đầu trong á. Nhờ chữa gì đó, trễ này trễ một chút xíu nữa ha. Trễ chút xíu nữa. Không, hồi nãy cái chị kia nói là cháy cỡ 2 tiếng và nó cháy xuống tới đây. Nãy cái chị áo vàng mặc đồ vàng đó, nãy có hỏi. Đây nè, cái đường đó mà đường đó đây ha người. Cái này có khoảng bao nhiêu hecta chú biết không chú? Cái này là 1.700 hecta. 1.700 hecta hả? Mà này nó cháy chắc phân nửa rồi giờ hả? Nó cháy gì phân nửa? Nó
nó cháy không hơn nữa 1000 mấy, 1700 hecta ha. Đang đang chữa cái cù bè tưới nước lên để cho nó cháy, đừng có cho nó cháy lên nha. Cái này mà nó có cái gũi mà cũng như có cái mai hả chú, bị gì lại kịp lúc nè, kịp lúc chiếc cù bè nè. Cái máy để dưới vỏ đang chữa trọng rồi á. Dạ. Bây giờ ra là chữa tiếp tục á, chắc mẹ đừng hết xăng nha trời. Là cái cù bè này là sửa xong rồi nhưng mà chưa có chạy được ha. Cái gì? Mình đã chạy lấy khăn rồi. Rồi chị gái điện cầu cứu nữa hả gì rồi. Rồi rồi rồi, khói clip luôn cái máy luôn rồi, hết thấy đường luôn rồi. Hết thấy cái máy máy cút luôn rồi. Trời ơi ngợp. Hết thấy chiếc que luôn nghe cô chú chị ơi. Nó cháy ra tới ngoài này luôn rồi các bạn. Đây, hồi nãy mà không lại kịp là nó cháy luôn chiếc que luôn rồi nè. Đâu rồi, chiếc cô bé giờ là khói lửa mịt mù mất tiêu luôn rồi, nó nằm ở trong chỗ cái khu vực cây cột điện này nè. Nó bây giờ nó cháy sát bên luôn nè, hồi nãy hồi hên là tưới á. Đây bây giờ là nó cháy ra lên rừng xanh luôn các bạn. Những mấy cây tràm mà còn đứng luôn à. Còn ngọn lửa nó cháy lên tới ngọn luôn kìa. Nó táp lên tới ngọn luôn. Quá rồi, thôi thôi rồi, coi kìa. Thôi rồi, quá trời quá đất rồi, cho chỗ này các bạn. Thôi rồi, ở đây mà mình nghe hù 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 luôn á. Ý trời ơi, quá trời ơi. Trời ơi, hết thấy đường luôn rồi. Đây một cái con kinh ở dưới đây, bây giờ là nó chung ra, bây giờ là chữa không nổi, bây giờ rút vô những mấy anh bộ đội đang chữa khúc ở dưới kia, còn ở trên đây nó đang cháy ở trên đây nha. Cháy quá cháy. Đứng bên đây mà nó nóng cho chịu không nổi luôn, chạy chỗ khác luôn. Hồi nãy ngoài kia mà ra không kịp là nó cháy luôn chiếc cô bé ở ngoài kia luôn. Cái góc dưới à? Ờ, cái góc dưới tuốt ở ngoài kinh ngoài. Chiếc cô bé ở ngoài á, này giờ nó tạt lửa vô, chắc cháy luôn nãy giờ rồi. Cháy luôn hả? Ờ. Chưa đâu, nãy ta đem máy ra đó chữa đó mà chắc cháy không nổi. Gặp cái gió này nữa nó cháy cỡ nào. Thôi rồi, coi nó lên kìa. Quá trời quá đất rồi. Vậy sao mà chữa nổi mà chữa. Bộ đội vô nhóc hết trơn. Vô trên gió thôi chứ dưới gió thì như bỏ bay rồi đó. Rồi tổng cái cát. Thôi rồi coi kìa. Đứng gần không nghe đây hù hù luôn không? Nhiều lắm, nhiều tốp lắm. Có cái luồng đi hoài thẳng nhanh lắm. Bây giờ là lửa nó cháy gần tới rồi các bạn. Bây giờ là cu be nó hút nước. Nó hút nước ở dưới kinh đem lên là lận nó đổ lên những mấy cái chân chỗ mấy cái máy nha. Là cháy gần tới đây rồi. Một chút xíu nữa là nó sẽ tới đây các bạn. Hút nước đổ lên. Quýnh đít hết trơn rồi các bạn. Rồi mà anh kia thì đang tưới ở trong nha. Nó đang phúng nước tưới ở trong nè. Rồi rồi, múc nước đổ.
lớp thì tưới, lớp cua be múc nước lên nha. Trời ơi, lửa cháy tới nơi mà mấy anh là giật máy giật không chạy nữa nè các bạn. Tới rồi, tới rồi, lửa tới luôn à. Các bạn thấy tới đây nè nè, nè. Sát bên luôn mà khói mịt mù chứ nè. Còn có khoảng chừng 4-50 mét nữa tới đây rồi. Đừng có chửi, từ từ. Khói quá trời khói, ngọt muốn ngọt luôn các bạn. Đây cô bé giờ cứ hoạt động múc nước ở dưới kinh đổ lên nha. Chứ máy thì giờ giật hết cháy rồi. Đây lửa thì nó cháy tới đây rồi nè các bạn. À lửa cháy tới đây nè, nè. Máy giật không cháy nữa. Trời ơi cái máy bơm giờ giật không cháy nữa. Rồi bây giờ là hiện tại giờ nó cháy tới luôn các bạn. Ở cháy đang ở trong cái cháy dài dài ra nha. Tới đít luôn rồi. Viết đi mấy anh ơi. Tới nơi rồi. Cái ghe thì ở đâu có gì đâu, nó mấy cái máy kìa. Mua bu ghi đâu? Trời ơi, dắt này còn kiếm cái bu ghi nữa. Trời, chữa cháy mà còn không có cái bu ghi chạy máy nữa. Lẹ đây, cái bu ghi đâu? Mà lấy cái bu ghi của mày ra coi. Dùng cuốc múc nước để đúng nữa, trời ơi, nó muốn chạy ghe không mà nó xíu. Nó chạy tới luôn rồi con bè. Ôi, bên trên nó cháy xuống kìa. Quá trời. Cô bè thì đang hoạt động các bạn, đang hoạt động để múc nước đem để lên nha. Cho là sợ mấy cái chiếc cô bé nằm ở trong đó đó. Quá rồi. Cái máy thì chữa cháy là chữa không được các bạn thấy nè. Đây con nè lửa nó cháy trong rồi nè. Tới rồi, ghét đi, tới lắm. Trời ơi, ngọn lửa lên tới luôn kìa. Quá trời ơi. Quá trời, nó cháy rồi anh ơi. Đạt mạnh mạnh lên đi. Dữ lắm luôn rồi. Ông đạt cho ông luôn. Ông múc nước xối lực cho xe của ông luôn. Múc nước đạt lên máy của ông đi. Cái bước cháy là thử cái máy ra này. Chết rồi, chiếc xe cuốn trong đó. Quá nguy hiểm rồi. Còn chiếc xe cuốc ở trong nha mọi người. Lẹ đi. Rồi rồi thôi, coi lửa nó lên kìa các bạn. Tới rồi, tới công chuyện thiệt rồi. Con không biết đường đổ đâu luôn, đổ đất luôn rồi. Làm sao? Mở dây đi, cái ghe mở dây sẵn đi. Cái bước ghe đánh tới rồi mà đứng lên trời trời. Tới rồi, nếu mà khói mà gió mà nó tạt ra ngoài chiếc ra ngoài kinh này thì tới công chuyện thiệt rồi. Khói lên cũng vẫn nè. Nó mà nó tạt ra đây thì tới công chuyện thiệt rồi. Không á, chỗ này chết rồi. Rồi xe kéo, xe lôi gì tùm lum hết trơn luôn anh chị ơi. Đang múc nước để tạt lên á. Anh hết biết đường rồi, múc nước rồi chị, anh tạt lên trên đó cho nó chảy vô trong kia thôi. Rồi rồi, cái giờ khẩn cấp, cái giờ là đang chữa cháy mà cái máy chữa cháy thì giật không cháy. Máy giờ nó bị hư. Cái máy giờ nó bị hư cái gì mà giật không cháy, là hai ba đè, hai ba người, một người giật kìa. Máy này hiệu máy cu le, ba đè, bốn giật, không có tiếng vậy. Hoài giật thấy mẹ luôn, giật muốn banh cái máy luôn mà không có. Cái lúc là cái thời gian khẩn cấp á,
thì là máy thì giật không cháy ha. À, còn cái lúc mà không có khẩn cấp thì là máy chạy ào ào, nước lên phà phà. Đây hình nó cháy ở bên này nữa nè các bạn, cháy gần tới rồi đây nè, bên này nè, bên này thì nó cháy sát bên luôn rồi nha. Tưới thì tưới chứ nó cũng là tưới vô nắng này khô hết trơn. Đây máy chạy rồi nha, máy chạy rồi nha. Máy chạy rồi anh em ơi, tưới đi. Rồi tắt nữa rồi. Rồi tắt máy nữa rồi ông nội ơi. Đây đừng tụt nghe. Đây trong đây nó cháy ra gần tới chiếc Cube này đó các bạn, mà máy thì không có chịu chạy. Nè, nó cháy gần tới rồi nè. Ở trong đây hồi nãy có tưới nước rồi đó nha. Tưới nước rồi đó. Mà bây giờ hiện tại bây giờ là cái máy không có chịu chạy nữa, là không có tưới được nữa. Đâu anh trai á. Cách nào xịt cháu? Cái máy cứ chạy đâu mà xịt. Lẹ đi, giật máy lẹ đi, mấy anh này giờ còn đang sửa máy nè các bạn. Nè. Rồi lửa thì cháy ở trong cháy ra nè, bây giờ mấy cái máy Cube đậu người này không có di chuyển được. Máy hư tùm lum ở trên. Giờ cái máy chạy nước thì hư luôn. Lẹ đi. Tới xe à, lẹ đi. Đây chị gái hồi nãy chữa ngoài kia giờ vô các bạn. Bả luôn đó hả? À đây 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 đem máy về nè. Lẹ đi, đăng chí diện lên, lẹ lên chị ơi. Quá trời ơi chị ơi, nó cháy không còn trời. Trời ơi. Nước nhiêu lên, nhiêu lại cháy nhiêu à. Kéo ông dây lên, máy nó cháy tới rồi kìa. Lẹ đi, lẹ đi. Đây chị gái giờ đem ống dây vô rồi. Cháy tới với cô bé kìa. Bé bên đây nó cháy tới rồi đó. Thôi thôi thôi, có lửa nó lên kìa. Hay dạ. Thôi giật máy lên, nổ máy rồi. Lẹ lên, nó cháy tới cô bé bây giờ. Trời ơi, chị gái coi là chiếc cho các bạn. Thôi thôi, con xăng quăng dây coi nè. Lửa đang cháy tới nha, lẹ lên. Trời ơi, nãy giờ mà chưa thấy nước lên nữa. Nhanh lên đây. Bây giờ là hiện tại giờ múc nước cứ đổ vô lên đó hoài các bạn. Tới rồi, tới chiếc Cube luôn rồi. À có nước lên rồi các bạn ơi. Đây có nước lên rồi. Có nước lên, dập tắt cái đấm cho chỗ này rồi. Còn kịp, còn kịp. Hên hên. Trời ơi, vuột ống nước nữa hả? Vuột rồi, vuột ống dây rồi. Trời ơi trời, trong cái khúc này mà đi vuột ống nữa, ống dây nước nữa. Vuột ống dây nước hả? Vuột ống dây nước rồi kìa. Viết lên, gắn ống dây nước. Vuột trong cái thời gian khẩn cấp và lại mà vuột cái ống dây nước nữa các bạn. Trời ơi, máy thì nói chung ra dầu nè, gì nhớt tùm lum la trơn, yêu cầu mà nó bắt bén được một cái nữa ngang tới công chuyện luôn.
qua cái cơn đó là qua cơn cháy hay gì các bạn, có nước lên nè. À, còn chỉ khói không à, đây còn chỉ khói không à. Trời ơi, chị gái này qua cứu với cứu tiếp nữa hay gì đây. Chạy vô mới nãy xém chết rồi, bộ đội cái gì vậy, cũng lớn lửa vậy đó mà đang đứng đứng cái động đây. Chị gái này lăn xăng dữ rồi các bạn. Ở trên nó cháy xuống nữa hay gì á, ở trên cháy xuống nữa rồi, đang ở trên nó cháy xuống, cháy xuống tới cái máy bây giờ nè, nếu mà không chạy vô đó lại cháy tới rồi luôn bây giờ nè. Quá à, các bạn. Rồi giấc này mà máy vừa không cháy nữa nè. Trời ơi. Rồi cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Đây ngọn lửa ở trên này cháy xuống nữa nè các bạn. Cô que thì hoạt động trên 24/24 nha, là múc nước tạt lên nha. Cháy cái gì nữa rồi? Rồi kéo ống dây qua bên này rồi, kéo ống dây ra bên này rồi. Chết rồi. Trời ơi, còn đang kéo ống dây lẳng nhẳng. Lẹ đi. Trời ơi, con tối trong này nó ra nè các bạn, đang cháy nè. Tới nữa cháy lên nữa rồi. Quá quá trời luôn rồi. Đây chị gái này ra phụ nữa rồi. Đây anh này anh tứ dần ra chỗ cái cần cô bé. Các lúc này là hoạt động 24/24 nha, lớp thì máy hai máy đều chạy rồi, cô bé thì múc nước đổ vô nha. Đó là có 3 4 bề nó dí vô nha mọi người. Ra qua bên đây là cái ngọn lửa nó tới ngoài này nè. Đây ngọn lửa nó tới đây nè các bạn, đây. Đây kéo cái cọng dây qua. Đây hiện tại giờ nó đang cháy ở trong này nữa, thực lên nó cháy nữa nè các bạn. Hút nước tạt thì nổi mà tạt. Người dân á các bạn đứng đây coi luôn, quá cháy rồi, bước chân miền Tây đó. Đây chị gái giờ qua để tiếp luôn hả gì các bạn.
Đây chị đang leo lên nha. Leo lên để qua bên để giữa phụ. Cháy giờ hiện tại giờ trên kia nó cháy xuống các bạn. Hai máy giờ đang hoạt động là quyết liệt nha. Hiện tại giờ người dân là với bộ đội thì lại đây thì coi là những đám cháy bộ đội thì vô trong chổng chữa các bạn, mấy anh thì vô chổng chữa, còn là mấy chị gái và mấy anh trai thì người địa phương ở đây thì ra xem những cháy như thế nào các bạn. Bây giờ là chị gái tiếp tứng đồ ăn và nước uống nha các bạn, lương thực nha, bánh mì đây, đem qua bên bản để cho mấy cái anh chị chữa cháy lần ăn nha.